người luôn nhắc tên anh và mơ duyên lứa đôi. Nếu xuân này vắng anh, ong bướm thôi dệt duyên lành, dây tơ trùng cùng lỡ phim cho khúc hát ai ân. Từ đây lỡ tơ duyên thu qua đông tàn, nàng xuân mới sang muôn sắc huy hoàng. Xuân này nếu vắng anh, lạc bầy chim yến bay, ngày xuân như đồng buồn. Nếu xuân này vắng anh. Đây Thái à, mày nói y, nói hay đó. Bây giờ y đỡ mà, nó Thái. Để em bà Quỳnh Giao với người Nguyên. Giờ y đỡ nha bà, bế lại vợ chồng à, nó Thái, bế hai đứa cháu. Ờ, đây. Để đó đông. Xuân đã về anh có hay, hoa lá vui mùa xuân về. Nơi phương trời anh có nhớ một người luôn nhắc tên anh. Duyên lành dây tơ trùng cùng lỡ phim cho khúc hát ai ân. Từ đây lỡ tơ duyên thu qua đông tàn, nàng xuân mới sang muôn sắc huy hoàng. Xuân này nếu vắng anh, lạc bầy chim yến bay, như giao thừa im tiếng pháo, mai hoa sắc bên hiền thì đừng đến xuân ơi. Như giao thừa im tiếng pháo, mai hoa sắc bên hiền thì đừng đến xuân ơi. Hoa đào trang điểm trời.
lòng tôi biết yêu đương. Em tôi không đẹp như người thường, không áo xanh áo đỏ thơm hương. Quen trên đường chiều lá khô rơi, ôi ngọc ngà giây phút chung đôi. Dòng suối trời cho tình cờ anh linh làm thơ, lời thơ êm như hơi thơ khi em nguyện chờ một người còn xa. Tôi đã quen rồi chuyện đi và quen xa nên dấu mùa xuân đơn vì không bắn ngọn hồng diều quý. Tôi nào nghe thấy lạnh trong tôi, chỉ thương em gái quê hương trong nắng xuân hồng thiếu người thương. Em ơi em, khi chiến tranh dài xa nhau và xa cả xuân nay, em tôi không đẹp như người thường, không áo xanh áo đỏ thơm hương. Quen trên đi 14 tiếng 7 giờ, rất khô cả luôn. Đâu ai gì đâu?
yếu cực kỳ à. Cháu ơi, Linh nè. Đây chị quay cho. Thôi được rồi. Quay cho chị bị kiều mà. Em được lên. Không nhưng mà em giống Việt kiều hơn. Hai. Quá rồi chị. Quay. Đi qua cho chị Loan nè. Ăn một chút nó ít cơm.
ăn đi. Dạ cho ăn xung quanh đúng không? 9 chén cà chua hấp bát rồi có nhiêu là dạ hai dạ hai xung quanh còn là 6 củ sườn. Về Việt Nam thì nó nắng quá, ngoài trời thì nó phải đem vô. để con pha một ít nước ấm phải không? Đã hai cái nút. Không được. Dạ bà uống nước tại vì khó chịu, không biết làm gì để pha nước. Năm nay tóc mẹ hay thế. Uống nước cho bà đi uống. Mới đi bơi. Hỏi đầm đâu đây, đầm đây này, đầm đây. Thấy vui chưa? Hôm nay mẹ vui chưa? Tại ngủ nhiều quá. Không, tại vì cái máu này nó lắp bà thì cái này nó ngồi lên. Con ngồi trên máy bay riết rồi nó đau lưng lắm. Trời ơi, ngồi máy bay rất là đau lưng mẹ. Tại ngồi một chỗ rồi à? Mười mấy tiếng cơ mà mẹ. Trời ơi, mười mấy tiếng mẹ đọc cái mẹ ngồi khuất này á. Nắm không? Tại vì xài cái máy lạnh kia, trước đây có cái máy lạnh. Yến đây không nè? Yến Không, này lạnh lắm, mở lại lắm. Đây em mở. Nếu bạn đưa cho mình đóng mà. Nào nghe đó. Ủa làm thứ hai đến thứ sáu rồi. Còn thứ bảy thứ sáu coi như làm ca hai. Và ca một ca nữa 8 tiếng không? 8 tiếng. Vậy cho nó chạy tự động không à? CNC đúng rồi, là máy hiện đại đó. Tức là cái nhà nó là Pro number CNC computer. Đó mà nó chạy cái này ở bên này. Ở bên này nó cũng có máy CNC nhiều lắm. Thì máy CNC thì gắn lên xong rồi cho nó chạy thôi. Có nghĩa là cái thằng kỹ sư đó là nó đốt vô cái máy là chưa có mua cái phim là các bạn mới quay đắp lên sắp rồi đắp lên mở rồi 4K rồi đó quay nó lên mấy cái từ trên cao cũng quay đẹp hay á tận nhiên đi bạn lại qua nó làm mới xong rồi hay hay kết rồi thôi không phải tròn nữa đâu mà gọi là nhưng mà bên đó á là hầu như người ta không có quan trọng đến cái phim đám cưới đấy chứ mà là mùa đám cưới nó quay nhiều cả bên quay nước cũng nổi là năm sáu ngày đấy dù bên người Việt mình thuê bao nhiêu ở nhà quay
Nó gửi về đây chú làm gửi sang, coi như chi phí nó gửi về làm xong gửi sang mất khoảng cỡ 500 đồng. Mà nó khỏe. Vậy là mình làm ăn chân chính. Có đâu thuế là tháng được 6 nhưng mà tiền bảo hiểm. Ba người trong nhà. Mà vẫn chưa có quay HD, quay DV à? Tiền kiều á. Coi như là 800 đồng. Quay DVD thôi, vẫn chưa quay HD. Có không? Có không? Có không? Có không? Gần 23. Mẹ uống bia. Bò cho ông tài xế 20 đô. 50 ngàn rồi. Lấy cho mẹ lon bia, mẹ kêu mẹ uống bia. Đấy, đấy, ướp lạnh đấy. Mẹ uống đá không? Lấy đá. Không, không, cái này ướp lạnh rồi. 33 triệu 300. Con ăn chút đi, con ăn chút đi. Tôi nhỏ, nguyên ăn tôi nhỏ. Tí tí cho bác ăn xong, bác ngồi nhau. Cho chán hại đi. Mẹ thôi nói gì. Đừng, 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 đừng. Cho chị Loan đi, cho mẹ ăn đi. Hỏi ăn 39 thôi. Ăn 9 à? Ăn 9 thì 9 này. Lấy đấy, mình thì 9 ra. Chị Loan ơi, khi nào ở trên này đặt hàng rồi hắn múc nha. Chứ không múc em mất cầm rồi. Thái vui vui điều đi anh Thái. Dạ, kêu order gì hết rồi làm cái đấy. Mẹ uống chút xíu đá đi em. Cũng được. Sao được vậy? Có không pha. Đá cho Coca vô. Có Coca không? Đây nè, Pepsi bài ấp nữa. Pha vô. Cái đó là uống cho chén hả? Đâu uống nó mới nhẹ, uống nó mới nhẹ. Uống nó mới nhẹ nó thơm hơn. Ừ. Uống nó sướng hơn. Nó sướng hơn là tại vì nó có ngọt. Nó dễ đưa vô họng. Nhưng mà em có biết là tập 50 đây cha, con ở em chờ chúng con về nên cha lại xa cha thì đến đi cha thầy hiểu biết lắm như trên xin cha cho chúng con hôm nay được gặp lại thầy và chúng con vẫn là chúng con xin cha thầy và chúng ta cũng được đi đến chúng con cho chú nấu đấy, thử quá, múc chiếc bát vô vô. Xin mời bà, ngồi xuống đổ. Múc vô. Mời bác Hải, mời chú Hào. Chú nấu đấy, coi nấu như thế nào. Múc đi, thìa đâu? Đây thìa lớn này. Con nói ông Loan ra ăn cái tô của ai cho mẹ ra ăn. Dạ không tí nào hả? Mỡ. Đi chơi mẹ rồi. Mẹ uống miếng đá không? Đá mẹ đá không? Tí đá không? Nè, chấm không, chấm chấm mấy xì dầu nè. Không uống đá cho nó phê. Đá cho nó phê. Ăn quá bát thử lên. Này là cái gì vậy? Sao quá? Sao quá? Có dầu nữa. Có gì dầu ăn thử coi. Thấy cuộc đời nó sao? Thấy thử. Thấy biết rồi. Đơn giản. Không cho thuốc lắc. Ê không phải. Không cho thuốc tăng trưởng. Bảo đảm luôn. Vô. Đã. Mẹ uống nửa thôi, mẹ uống ít thôi. Này là chưa uống. À. 100% uống. Ồ, nhiều vậy. Mẹ uống nửa đi. Mẹ uống gì? Có một ly cho vô đây một ca nước ngọt. Chưa đắm chưa. Không gài đâu. Nãy uống cho mẹ một tí xíu mà muốn say rồi nè. Ghép cho nó say rồi xong rồi làm chuyện này kia kia nọ nè. Mày bay hết mấy chục tiếng. Tổng cộng 17 tiếng. Bò bánh mềm mà. 17, chưa tới 20.
và cả thời gian ngồi chờ ở trường chúng một bò á, nguyên cái thằng bay thẳng trực tiếp từ Mỹ qua đây luôn à? Không, nó sang bên Đài Loan, sang bên Đài Loan, sang từ Mỹ tới Đài Loan. Cái bé nó xin em chỉ nghe.
Bơm vừa này mà tỏi chế thôi à. Bơm vừa vừa thì có ấy, có ấy lên lên xuống đi đã đi. Đường như là ngày Tết vậy. Đường ngã ba Tam Hiệp giống như là ngày Tết vậy. Nghe quay nha, bác quay nha. Nghe 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 cánh móng tay đi, cánh móng tay, cánh móng tay. Cánh móng tay e thẹn. Đó, trời ơi, nhìn nè. Nhìn đeo luôn. Rồi, quá, quá trần rồi. Em quay là chuẩn lắm á. Bảo đảm rồi. Hiểu không? Đi xe quá trời vào hoa nó vào chút xíu à. Em vừa qua đây không làm. Rồi, xin mời tất cả anh chị em vô ngồi nhé. Không có hậu trường sao có, coi như là tiền trường. Đây, chỗ này là chỗ rửa chén nè. Quay xưa Nghĩa với lại anh Thành quay thì chẳng có thấy hậu trường gì hết, toàn là thấy tiền trường không. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
viên hay sao? Nè, 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 nè. Đấy, em bé này ăn nè, em bé này ăn đậu mình năm rồi chứ đừng đi đó. Quay phim nó sát rồi đó, mày quay phim đó, thấy không? Quay phim đó, đó, mày quay con nó sát rồi đó, nó sát rồi đó, lấy ảnh nè đó, thấy không? À, mày quay sát rồi á. Quay sát nè, ông quay sát rồi, quay lỗ tai đó, quay sát rồi đó, thấy không? Đẹp không? Ông tốt cho nó nát rồi xếp là chết em dục đi mà không nói là rồi đi không em dục đi đó nói đúng mày bảo rồi biết nát rồi uống cái gì nói không có hiểu gì chơi cá không tốt gì ăn đâu gà bóc mỏi rồi cho cái nát rồi nói em không nghe cái này em chưa đâu chết mà không chết đâu 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 thôi từ nào mày hết ăn thì sao tao mày hết rồi 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 mày hết cái xe xin xe nữa cái gì là cái kiểu này xe à, không phải nó cái kiểu nó bán giống như kiểu tôi chơi chơi là gì đó về coi thấy đó không à về sau rồi về sau coi cái đá về sau á tôi cần biết đá được nhưng mà thôi kệ tại vì cái vấn đề đó là của ông sếp mà người ở Việt Nam gửi qua à. Thì là mình gửi riêng về cái đó bây giờ cái công thức nó đơn giản lại là uống ít lần thôi, hồi xưa em uống mà rồi đưa cái đây rồi mà phải uống trong vòng 10 ngày liên tục tại vì nó có cái con Helicobacter pylori trong có con heroin ấy, nó nằm ở trong đó là nó rất là khó nó khó quậy phá ở trong bao tử cái con heroin hai bên sau hai cô em vợ mà thuốc mẹ cũng hết đắng cho nhưng mà mình vẫn nhận đấy nhiều khi của nó mua nếu mà mua ấy kia nó mắc tiền mua là đúng mà tại sao vậy đây em cũng có cũng có nhiều anh thái lúc mà đói nó đau đúng không? À, lúc nó đau rồi lúc nào cũng đau. Mật ong á uống tốt lắm. Ông mua thảo lúc đấy em tối không có thuốc không lấy cái thằng mật ong cái thằng ồn cái đứng nấp nhanh nhấp ơi ơi buông kìa đi đâu bỏ đó đi bắn xe đó trời ơi đi mua không có chỗ này nhảy nè.
Con gì? Trong nhà ở chỗ nào vậy? Đâu quậy hả? Không, một cú rồi. Con gì? Kêu nó bánh xe. Đó, chị xe cho nó. Cái gì mình không được biết đó. Chơi trò đẻo vậy đưa lên Facebook quay, quay, đẹp. Quay, 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 cảnh những cái lông miếng không à. Bên nó cũng có quả cuốn, cũng là cuốn bánh tráng nhưng mà không có mấy cái hương vị này. Khế thì có dưa leo thì có, nhưng mà cái chuối chát với cái khế là đặc biệt đó. Bữa nào rủ con gái lên trên Biên Hòa ăn nem nướng. Nghe nó cứng ra kìa. Mấy cái món này. Mở cửa đón chào quý khách ơi. Nem nướng Biên Hòa, nem nướng Hồng Hoa ngon lắm. Ăn lợi của chiếc cầu kìa. Mà không mắc đâu nha, rẻ. Ăn nó chẳng thâu luôn á. Quay phim nó phải quay cận cảnh nè, ví dụ như vậy nè. Trời ơi, mụn không à. Mụn không. Quay sát luôn, gọi là quay tật tả. Điều ngon uống từ từ. Nguyên uống được rượu được không Thái? Được. Uống hai ba chai à? Dạ vâng. Bay à? Chị đi chơi em cậu luôn rồi cậu mà tôi dân chị ra chơi nè đi lễ xong về Hoa chợ đi chơi đi cho nó vui.
Tư liệu quý lắm nè. Cháu về thấy bà còn nhiều thời gian. Anh Thái ở đây bao lâu? Ba con. Anh Thái mà thứ hai này anh Thái đi. Tuấn sao bên đây nè, tao nhưng mà chưa về. Có mỗi tuần lễ sao vậy? Đây là xe này. Mà xe cũng như này. Tới bao nhiêu này là mấy ông chồng không cả nữa. Mà lễ là không có từ chối được. Đây là về đây đúng không? Nhà xứ là đi du lịch trong bàn tay giao lưu sinh nhật kinh khủng quá thế mới khổ phải là 4 tuần chứ đâu phải 3 tuần gần 1 tháng thôi chứ đủ đi còn gần 1 tháng em ơi nhớ anh về đêm vẫy tay đi, vẫy tay đi. Bye bye, bye bye, bye bye. Rồi, nâng ly lên, nâng ly lên. 1, 2, 3 thì dễ mà sức là con đâu có ăn uống đâu mà chỉ là tập mà ngủ cái bàn của tướng nha bự khổng lồ chuẩn cực đẹp nhưng mà trong hội trưởng á nó chạy cái chiếc mà coi như là Vitara mà nó 2 cầu ra mà nha mà nó ì ì nó không gài cầu đi hồi bắt đầu nó tụt xuống chủ đẹp đây chủ đẹp đường tiến bộ hết sảy cứ vậy nhá cứ vậy đẹp trai rồi đấy cơ hội trước cũng cho ông nhé mà trên xe này là 5 thằng là đầy chạy rồi đúng không anh nào làm đó em nếu mà không đẩy xe anh tắt máy đưa tin tại chỗ luôn xe đủ chấm như vậy anh Thái hiểu không em nói không nhưng mà không có cái nguyên lý nào mà nói cho mình nghe từ từ rõ nó có tôi mày có tôi mày dứt ra đây đâu là nó không ngờ cái dốc nó cao quá chắc nó xong rồi á chở trên xe năm hai số 2 gài số 2
bắt đầu từ tiên nhiên thôi. Máy nó nuốt. Cái thằng mà nó chạy đồng bằng, nó chạy lên trên vị thú thì nó không mặc gì đâu. Nó thì bây giờ nó phải đạp thắng thôi. Xong rồi nó bảo bây giờ chuẩn bị để nó thôi, bây giờ ông thắng lại cho tôi đi. Đó là mình kêu bốn thằng nhảy xuống hết, lấy tôi lại ta chạy lấy đá canh vô bắt đầu xe mà đổ 2-3 nha. Bây giờ mày sáng số nha, số thấp được nó vừa buông hai ba nha.